Sáng ngày 18 tháng 3, Hội Cựu chiến binh xã Lâm Phú tổ chức Đại hội Cựu chiến binh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự có đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Lâm Phú và 54 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho các cựu chiến binh trong toàn xã. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng các thế hệ cựu chiến binh xã Lâm Phú luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể cán bộ hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận động cán bộ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong những năm qua, các hội viên đã đóng góp được quỹ nghĩa tình đồng đội, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp, đã bầu bổ sung 8 ủy viên ban chấp hành, trong đó có 3 ủy viên ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên ốm đau, hoạn nạn, sửa chữa căn nhà của một hội viên khó khăn ở Bản Đôn bằng nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh. Công tác đền ơn đáp nghĩa được chú trọng thực hiện, đã phối hợp tặng quà cho gia đình đối tượng chính sách, tham gia ngày công giúp đỡ gia đình chính sách, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Năm 2017, có 27 hộ nghèo, đến năm 2021 giảm xuống còn 3 hộ, tham gia tích cực có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới, đến nay đã được công nhận đạt chuẩn 3 thôn. Tại đại hội, các đại biểu tham luận đánh giá những mặt mạnh để phát huy và tìm ra những giải pháp khắc phục hạn chế, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu chung, đoàn kết tập hợp các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, tác phong, công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Lâm Phú thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện và đồng chí Lương Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh xã trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại hạn chế, các đồng chí đề nghị cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ hội. Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí đề ra trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, hội cần tiếp tục nhân rộng các mô hình cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, cán bộ hội viên luôn gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Lâm Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh xã. Đại hội đã thông qua nghị quyết và thành công tốt đẹp,